Lofton đều là những xuất tướng mà rất dễ bị tranh giành. Và có lẽ như cái bây giờ chúng ta đang mong chờ là những lượt cấm và chọn từ cả hai đội, khi mà cả Gamesport và Team Secret đều đã sẵn sàng bước vào trong cặp trận đấu này, Ballet vẫn sẽ là người ra sân. Còn trong cái đó hình như là Hero thay rừng rồi. Hero sẽ thay Yusa. Có lẽ như một màn trình diễn nó không thuyết phục lắm đó thì Yusa đã khiến cho anh chàng này sẽ quay trở về với ghế dự bị. Còn trong cái đó Hero với một phong thái đang rất là tuyệt vời khi mà anh ta chuyển sang khu vực rừng, vẫn đang là một trong những người chơi rất là đa năng, thích nghi rất tốt với vòng mặt trận. Và chưa kể đến là hiện tại đi rừng anh ta cũng đang có những thông số rất tốt. Căn bản là đội hình của Team Secret nhiều nhân sự để làm gì? Để thay người mà thôi. Thì họ sẽ cần phải thay đổi cái chiến thuật của mình. Sau những cái thất bại ở trong cái ván đầu tiên thì việc thay đổi Hero vào có thể mang tới một luồng gió mới, có thể mang tới một gọi là bể tướng mới dành cho bên phía của Team Secret ở trong vai trò đi rừng. Còn những lượt cấm được đưa ra từ cả hai bên, bên phía của Team Secret vẫn giữ đó chính là con Wukong và con Rumble cộng với Kalista, còn phía bên kia bắt buộc là Gam cần phải chủ động tự ban TF luôn, vì đây là một con bài được chọn trước khi Hamed có thể gây khó chịu dành cho bên của Gam. Nhưng bây giờ thì Gam có thể đổi bài, họ sẽ pick Nocturne với Nico cũng được, hoặc là pick với Nautilus. Bây giờ Team Secret không pick được Nico. Ở ván thi đấu trước họ đã ban Nico ở lượt cấm thứ hai, nhưng bây giờ khi mà Gam Esports làm như thế này thì thực ra họ có thể chuyển, họ có thể chuyển con Nico lên trước cũng được, nếu mà họ cảm giác được là Nico vào dễ hơn. Bởi vì chúng ta trước khi đến với combo huyền thoại Nocturne với Orianna là cái combo Nocturne với Nico tắt đèn nổ hoa vẫn là một combo cực kỳ mạnh. Lúc nãy thì Team Secret đã ngăn cản cái combo này ở lượt cấm thứ hai. Bây giờ họ đã thay đổi, họ không pick Senna nữa. Bây giờ họ nói Gam pick đi, không pick chúng tôi cấm. Và cái quan trọng hơn là hiện tại Team Secret họ đang có những sự lựa chọn để đánh thật mạnh lên nửa cánh trên. Khả năng mở của họ đang rất tốt. Họ đã có những cú combo combo dựa trên cái tả xu hô độc xuất hiện hoành tráng và kết hợp thêm là một Orianna với những thủng lệnh sắp âm. Điều này sẽ giúp Team Secret đỡ bị gặp vấn đề như trước đó. Trước đó, một khi mà Kali nhảy vào là không ai đỡ được cho Deathset. Nhưng ván thi đấu này ít nhất bạn sẽ có thêm một Rakan, một Vi đứng ở đó để có thể dầm chân. Còn Gam Esports không có vấn đề gì thì cứ tiếp tục chọn nắp tôi. Và quan trọng hết, họ có được cặp đôi mà họ đang rất ưng ý, Senna và một Nautilus. Senna, một con tướng gọi là thuận tay nằm trong tay của Islev để giúp cho anh ta phát huy được tối đa cái tố chất của mình là khả năng đánh xạ thủ ở trong vai trò là Quicksight. Còn bên phía của Gam, bây giờ khi đã có được Senna cộng với lại Nautilus thì họ cần phải cắm những con bài xạ thủ có khả năng gọi là phát triển sức mạnh tốt ở giai đoạn về sau. Jerry cần bị cắm đi và tôi nghĩ Smolder cũng cần phải được cân nhắc cắm đi từ bên phía của Gam để tránh việc là có Rakan, có Smolder, một cặp đôi vừa có mở vừa có được cái khả năng scale led. Nhưng không, Seiya là lựa chọn cắm từ bên phía của Gam. Còn TS họ cân nhắc đây, họ cắm Akali cộng với Jack. Thực ra tôi nghĩ là nên cấm Seiya và Jerry thật, bởi vì Smolder là một chất tướng mà với một xạ thủ tay gọi là chuyển ngang sang như là Taki ấy thì sẽ hơi khó để anh ta có thể rèn được cái sự kiên nhẫn của xạ thủ như vậy. Nhưng quyết định của Team Secret là thả Nico ra, và đó combo một lần nữa chúng ta thấy tắt đèn nổ hoa sẽ có trong đội hình của Gamesport, và lần này họ có counter pick cho chiến thần kia à. Nhưng có một điều mà Gamesport sẽ cần phải lý cho câu chuyện này, nếu như trong giai đoạn đi đường mà Gamesport không có được những lợi thế thì e rằng combo này sẽ hơi khó để thực hiện. Và nếu như combo này trong giai đoạn giữa mà không chơi được là Senna với Nautilus hơi khó để phát huy được tác dụng của bọn họ. Bọn họ sẽ cần có được những tình huống combo đẹp đến từ đồng đội để có thể thoải mái gây sát thương của mình. Nếu như nó fail là đi luôn cả một cái khoảng thời gian đầu, và lúc đó Team Secret sẽ có thể vận dụng đội hình này ở trong giai đoạn sau của ván thi đấu dựa trên cái khả năng là sắp âm vô cùng đau đớn của Orianna. Và Team Secret coi như xong rồi đó, họ sẽ muốn có được một KCT ở khu vực trên. Như vậy câu chuyện nó đang xoay quanh ở nửa cánh trên. Bên nào thắng nửa cánh trên là bên đó snowball ván thi đấu rất dễ. Gamesport đang muốn có một Kia'Zha với con bài Nocturne, thực sự là bạn là con bài Smolder, và họ đang chuyển từ từ dần dần sang những vị tướng khác như là Tristana hay là Aatrox. Tôi cảm giác Aatrox vẫn sẽ ngon dành cho Gamesport. Họ vẫn đang muốn đánh thật mạnh nửa cánh trên. Chúng tôi phải thắng nửa cánh trên để khiến cho bên phía của Team Secret không có cách nào có thể đánh vẫn là Smolder. Đội hình cần thời gian cho Gamesport, họ chuyển một tí xíu, nhưng với một KCT thì việc farm lính đến từ Kia'Zha rất là dễ. Lúc nãy tôi cũng đã nhắc đến cái con Smolder của Gamesport Kia'Zha rồi, và đây khi mà xuất hiện Kassante, một chất tướng không dễ để bạn có thể bắt vào và hạ gục được Smolder ở giai đoạn đầu ván đấu, nên Kia'Zha rất tự tin với cái lựa chọn này. Anh ta có thể farm stack nhanh hơn, anh ta lên những cái món đồ mang thiên hướng chống chịu hơn một chút, ví dụ như là găng tay băng giá, hoặc là đã có những người ở đấu xếp hạng là Smolder này sẽ lên Sojin cộng với cả Zaxo để gia tăng khả năng chống chịu, và khi đối phương băng vào bạn sẽ không dễ dàng bị hạ gục.
một cái giai đoạn cắm chậu mà Gam cho thấy được cái là chiều sâu về mặt sức mạnh đội hình của mình. Nó rải đều theo thời gian. Họ có một cặp mid rừng có thể đánh được ở trong khoảng giai đoạn đầu. Họ có được một cặp bot có thể kéo ở giai đoạn giữa ván đấu. Và họ có được một đường trên với Consumer đánh ở về sau ván đấu. Nghĩa là ở trong khoảng thời gian nào cũng có những cái cơ sở nhất định dành cho Gam. Còn đối với đội hình của Team Six họ có gì? Họ có một đội hình đánh rất khỏe ở thời điểm cấp độ 6 với chiêu cuối của Rakan, chiêu cuối của Vi, chiêu cuối của Orina. Và chưa kể đó, Kai'Sa sẽ là một con xạ thủ có thể bồi sát thương vào trong những tình huống băng bổ vào bằng cái chiêu cuối của bản thân mình. Bên phía của Team Six đặt rõ cái điều kiện thắng của mình rất rõ ràng ở trong cái game đấu thứ hai này, đó chính là một đội hình đánh mạnh cấp độ 6, một đội hình dồn sát thương ở cấp độ 6 trong những giao tranh tổng chốt nhoáng. Còn đội hình của Gam thì họ sẽ cần phải chia đều một chút về sức mạnh của mình. Và bên phía Gasport, cái cần lưu ý bây giờ của họ là làm sao để có thể giúp cho Nico và Nocturne có thể giãn được cái đội hình đến từ bên phía bên kia chiến tuyến. Việc tắt đèn sẽ điều cần thiết, và đặc biệt hết, nổ hoa là điều cần thiết. Chúng ta đến với ván thi đấu thứ hai, cuộc chạm trán giữa Gam Esports và Team Secret. Đây là một ván thi đấu mà Gam Esports đang rất có lợi, bởi vì họ đang dẫn trước 1-0 rồi. Nếu họ có thể thắng tiếp ở ván thi đấu này, họ sẽ đứng trước cơ hội là có match point ngay chỉ sau 2 ván đấu mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã thấy được rồi, chưa có một cặp build 5 nào ở playoff của chúng ta mà kết mà có một cái tỷ số 2-0. Tất cả đều là một đều và đều phải kéo đến ván đấu thứ tư lận. Và chúng ta sẽ phải chờ xem là bên phía của Team Six sẽ vực dậy như thế nào. Sau một ván đấu đầu tiên họ bị hủy diệt tương đối chống vánh bởi Gam, những cái hướng đi từ đầu tiên của Team Six nó cũng tương đối cơ bản mà thôi. Hai người chơi xạ thủ hỗ trợ sẽ đứng ở khu vực nửa dưới và vòng rừng của Hero sẽ từ nửa trên. Nhưng Gam đang có những đột biến. Elio di chuyển vào, Imo di chuyển vào. Anh ta lập tức sử dụng cái Wii của mình để nhằm mục đích là lấy lượng máu và lấy thêm một vài lượng tầm nhìn cung cấp thông tin để biết xem là Hero có đứng bên trong cái bụi đó không. Và hiện tại vẫn đang không và vẫn cũng chưa biết được là sẽ chuyện gì nó sẽ diễn ra. Taki ăn một phát bắn ở từ Easy Love. Và cái Bisbox coi như là khu vực đường dưới này, hai lượng máu của xạ thủ nó đang có một vài sự chênh lệch nhẹ. Còn ngược lại Elio chắc là phải đợi tới khi lính ra rồi anh ta đã có được cái bản đồ thế giới, lúc đó cái khả năng hồi phục của Elio sẽ tốt hơn. Cái vòng đường này của Hero liệu có thể có một pha cân nhắc để có thể tiến lên khu vực nữa trên hay không? Tại vì rõ ràng khi mà để con Smolder được farm free ở khu vực nữa trên á, sẽ rất khó dành cho bên phía của Team Six kiểm soát được con tướng này ở giai đoạn về sau. Và Hero cũng có thể cân nhắc về điều đó, nhưng quyết định của ta sẽ là farm 3 bãi ở dưới. Vòng rừng của Hero sẽ hơi gọi là ngoằn ngoèo một chút, và Levi sẽ có một chút tốc độ dọn rừng nhỉnh hơn với cái đường đi thuận tiện của anh ta. Chúng ta nhìn vào phép bổ trợ ở cặp đôi đường dưới của cả hai đội thì Team Secret sẽ là một cặp đôi có cái phép bổ trợ mang thiên hướng tấn công nhiều hơn, trong khi đó Easy Love cộng cả Elio sẽ là mang thiên hướng phòng thủ, bởi vì Senna có khả năng hồi phục và Nautilus là một chất tướng có khả năng khống chế tốt cũng như là rất là khỏe khi mà anh ta được farm. Thế nên là Elio sẽ sử dụng cho mình là dịch chuyển để về sau sẽ có những tình huống macro khi mà Elio có thể xuất hiện ở những điểm nóng và tung cái chiêu cuối của mình ra. Và Easy Love cũng biết là trong khoảng thời gian đầu này thật ra anh ta với lại Elio sẽ là người nắm chìm ở khu vực dưới, dựa trên khả năng cấu rỉa và cái xẻ tay, thêm nữa là khả năng chống chịu. Cho nên Elio, xin lỗi bạn, là Easy Love không cần phải lên những món trang bị như là bản đồ thế giới ngay từ sớm làm gì cả. Anh ta cứ đi kiếm Doran và từ đó cấu rỉa tạo ra những lợi thế rất lớn. Việc farm lính và bóc những linh hồn sẽ giúp cho Easy Love có thể có được thêm những nguồn kinh tế rất tốt, và trong giai đoạn sau thì chắc chắn nguồn sức mạnh của Easy Love cũng không cần phải bàn tới. Bây giờ là câu chuyện nửa cánh trên, những vòng rừng đến từ hai bên đều đang bắt đầu hướng lên nửa cánh trên, cái nơi mà Hartmet và Kia'Sa đang đụng độ với nhau một khoảng thời gian, và Kia'Sa đang có lợi thế dựa trên xe tay của mình. Còn trong cái đó là câu chuyện khu vực đường giữa, Ares đang là người bị thua thế một tí xíu, lượng farm là ngang nhau. Ui, Easy Love mất tốc biến, anh ta đang cố gắng quay trở lại để tấn công. Một khi đánh thương của Taki là đủ, nhưng ta đã không còn tốc biến nữa. Elio đang đứng che, anh ta đứng che những cái nắng nhưng không thể nào che được cái cần thiết nhất là tuyên tri kích, và chiến công đầu cho Taki. Một pha cố gắng đẩy cao từ bên phía của Gam Esports và kết quả là họ bị Onin ngược trở lại, nên nhớ lượng sát thương đầu ra của Kai'Sa với nội tại của mình vẫn sẽ là có. Và chưa kể đó, nếu như Izzet bị chạm, anh ta là một mẫu chiếc tướng không có quá nhiều máu trong khoảng thời gian đầu, lợi thế là có dành cho bên phía của Team Secret ở khu vực dưới, nhưng nửa trên thì lợi thế lại thuộc về bên phía Gam khi Kia'Sa đẩy được, Nico của Imo cũng đẩy được. Và Levi thì lại có tốc độ tiến ra khu vực cuối nhỉnh hơn một chút so với Hero, và Hero bắt buộc phải ngậm ngùi tiến xuống khu vực dưới. Đây là một pha thi đấu chúng ta thấy là Izzet đứng quá cao và Palet rất kinh nghiệm pha thi đấu vừa rồi. Đó là một pha mà xuất hiện hoành tráng, khiến cho Izzet bị một phát bắn từ trụ, và để rồi sau đó Taki cắm mắt vào bắn một cái tia chi kích hoặc hoàn toàn chính xác. Nó sẽ đem về lợi thế nhỏ một chút dành cho Team Secret ở khu vực đường dưới này. Nhưng Elio thì vẫn còn đang hồi đủ cả hai phép bổ trợ của mình, nên anh ta vẫn có thể giữ lại được cái thế này cho Gam ở đường dưới. Elio pha vào rồi đấy. Tôi cũng đang định bài về cái việc là giữ tốc biến của Elio. Nếu như vừa rồi mà anh ta không gõ vào người đó thủ một cái mà anh ta lo tập trung chặn cái tiêu tri kích thì chắc là sẽ không có chiến công đầu đâu.
Nhưng bởi vì anh ta hơi tha với câu chuyện là gõ nội tại, nó khiến cho bên phía của Team Squid bỗng nhiên có một khoảng trống trước mắt. Và nhiệm vụ của Taki chỉ việc thi kích vào ngay cái chỗ mà Easy Love đứng. Từ đó Team Squid có được cái chiến công đầu nó vô cùng xuất sắc và tận tiện lợi ở khu vực đường dưới. Còn đường trên này thì chắc là kịch bản nó vẫn như vậy. Nhiệm vụ Hmet là làm sao đừng để thua đường là coi như ta thành công rồi. Bởi vì đối đầu với là vị tướng tay dài thì chắc chắn Kassante không có cách để có thể khống chế đối thủ, chỉ trừ trường hợp là anh ta có găng tay sớm. Ít nhất là thời điểm hiện tại Hmet sẽ gọi là thoải mái hơn trong việc là farm hòa hoãn so với là kia dài phía bên kia, tại vì Team Secret hình thành được gọi là một điểm đến tiếp theo ở trong thời điểm cấp độ 6 của Hero, đó chính là khu vực đường dưới nơi mà Taki Palace đang có được một cái là lợi thế nhất định so với là Islop và Elo phía bên kia khi họ có được chiếc cấp đầu. Ngưỡng sức mạnh cũng là có tương đối và bây giờ Taki cũng đang hướng đến những món trang bị đầu tiên. Hero sẽ không cần phải quá đớn na ở khu vực nửa trên trong khoảng thời gian không làm gì cả, họ cứ hình thành một cái điều kiện thắng của mình ở quanh khu vực nữa như vậy thôi. Còn Gam ngược trở lại, họ sẽ muốn có được một cái khả năng snowball tốt ở khu vực nữa trên, với việc là Kia có được cái sự an toàn của mình. Chúng ta có thể nhìn thấy được Gam sẽ đánh xoay xung quanh bãi sâu đầu tiên, bởi vì đường giữa họ đang đẩy đường, đường trên của bạn đang có cái cấp độ nhỉnh hơn so với đối phương, farm tốt hơn và có thể can thiệp được. Thì đây là lúc để Levi khởi động được bãi sâu đầu tiên này, nhưng Hero lại đang có một cái lối di chuyển là muốn ra đây để tranh cướp và muốn tấn công ở thời điểm hiện tại, nhưng đã quá trễ rồi khi mà Levi đã ăn được hai con. Và thực ra ấy, bãi sâu đầu tiên này bạn chỉ cần quan trọng hai con đầu tiên thôi, bạn để con còn lại một lúc sau bạn ăn cũng được, hoặc là bạn để đối phương ăn cũng không có vấn đề gì cả. Cái gì đó cũng đang kẹt lại, anh ta không cách nào để có thể ngăn cản được, tại vì sát thương duy trì đến từ Levi nó lại tốt hơn, anh ta cầm nhịp độ và anh ta sẽ rất là dễ để có thể đánh liên tục vào người của Hero. Hero bây giờ chỉ có thể nhắm xuống khu vực nửa cánh dưới để an ủi bản thân của mình, là nếu như trong trường hợp ba con sâu hư không đầu tiên mà bị mất thì vẫn còn nửa cánh dưới có thể giúp đỡ. Và thật sự là như vậy, Tsukete đang đánh thật là mạnh để giúp cho ít mỗi khi mà Hero chạy xuống dưới, anh ta mới yên tâm là con cua với lại con rồng vẫn sẽ nằm trong tay của bọn họ. Nhưng cái khó bây giờ là Taki, Taki phải giữ chân lại, người bị mất máu tiếp theo là Palette, Palette mất quá nhiều máu quy vừa rồi của Izilup, thiếu một tí xíu đam là dứt điểm được. Vẫn có thể lùi về được từ Palette, nhưng ít nhất Ares là... đang di chuyển xuống khu vực đường dưới, tóc biến thoát khỏi tình huống W của Izilup, lỡ sau âm bung ra mà hạ gục dành cho Ares và Elio sẽ phải lùi. Trong cái đó còn Nico trong tay của Imo ở trong giai đoạn hiện tại cũng không thể nào chạy xuống được. Elio đang đứng chặn lính và anh ta chỉ dừng lại đây mà thôi. Palette đứng ở đây một pha hơi liều bởi vì Levi đang rất cố gắng lên được cấp độ 6. Tuy nhiên ăn xong con cua này thì người ta vẫn chưa lên được. Ở thời điểm hiện tại là một thời điểm mà Hero đã được kêu gọi là ra đỡ lính dùm cho Ares, để Ares có thể có một tình huống di chuyển cực kỳ đột biến. Anh ta di chuyển xuống, anh ta hạ gục được người chưa hồi lại tốc biến là Easy Love với một cái lệnh sóng âm. Đây là cơ sở cho đường giữa của Team Secret có được lợi thế này, bởi vì ở ván thi đấu trước chúng ta có thể nhìn thấy con Orianna mà không có được điểm hạ gục sớm thì nó sẽ rất khó chơi. Nhưng ở pha thi đấu này, ngay khi mà giao tranh là Ares đã được ping để di chuyển xuống rồi. Một pha thi đấu cực kỳ gắn kết của đội hình Team Secret. Tại vì đây là tình huống mà Team Secret đã có một cái sự liên kết rất là tốt. Họ biết được rằng là rừng của Gam đang ở khu vực nửa trên để có thể dọn dẹp những con sâu. Đường giữa thì bị đẩy từ bên phía của Gam, cho nên khoảng trống di chuyển dành cho Ares là có. Team Secret họ chấp nhận là đánh khu nhịp đầu, nhưng khi mà Ares tới, anh ta tự tin dùng tốc biến thoát khỏi một pha trói chân của Izzlop và kết quả là Izzlop phải nằm xuống. Rõ ràng điểm đến rất nóng của Team Secret là khu vực phía dưới đang được cụ thể hóa bằng những pha di chuyển của Ares, của Hero, và Hero đang cũng cụ thể hóa điều đó bằng cách là khởi động vào con rồng đầu tiên của bán đấu. Hero đã có một ván thi đấu mà hỗ trợ rồi rất tốt nha. Cái tình huống vừa rồi, cái đóng góp của Hero ra khu vực đường giữa là có, tức là anh ta giữ lính để cho khi mà Ares chạy ra đường giữa cái là anh ta vẫn hứng lính được mà không hề bị đẩy lính vào trong trụ và bị mất lính đi. Điều này giúp cho Ares ở trong giai đoạn hiện tại khi mà anh ta trở về, anh ta có những món trang bị nó nhỉnh hơn so với lại Imo mà anh ta cũng không thu lính nhiều lắm. Và Ares chắc chắn với những gì mà ta đang có được cộng kèm với lại cái thế trận khu vực nửa cánh dưới thì chắc chắn là sát thương của Team Secret đang không hề thiếu. Cái cần bây giờ của họ là cái tiến trước của họ đang đảm bảo được sự chất lượng không đây. Hmet thực ra đang đảm bảo được sự chất lượng. Anh ta bung rất nhiều lượng máu và lượng năng lượng chỉ để farm lính và anh ta chỉ thua có khoảng 10 con. Như vậy là một dấu hiệu tích cực của đường trên dành cho Team Secret. Nhưng đây là giai đoạn mà cả hai người đi rừng đều đã có chiêu cuối rồi và đường giữa cũng vậy. Emo thì còn đó tốc biến. Đây có thể sẽ là một pha mà Levi có thể khai thác được ở khu vực đường giữa hoặc thậm chí là khai thác ở trong khu vực sông cũng được. Khi bây giờ anh ta hoàn toàn có thể lao vào một con Vi kết hợp với chiêu cuối của Emo, nó sẽ tạo điều kiện về mặt giao tranh bên phía ở Game Esports ở thời điểm hiện tại. Với việc là Hero đã lộ ăn đầu ở khu vực này dưới thì Levi tiến qua được đối phương, cướp được thành công một con bùa xanh, nhưng lệnh sóng âm lấy tóc biến và coi như là kỹ năng đã được trao đổi đến từ bên phía của Team Secret. Bây giờ cái cần của họ là sẽ làm gì với Imo trong giai đoạn tiếp theo. Ít nhất là trong giai đoạn này Imo vẫn còn giữ cái
cái chiêu cuối của mình, cho nên là anh ta vẫn sẽ có thể giữ được một sự an toàn nhất định, nhưng chắc chắn là sẽ cần phải có một vài sự cẩn thận. Bởi vì tầm này nếu như bạn mất chiêu cuối một thời điểm nào đó, ví dụ như con rồng sắp ra chẳng hạn, thì nó cũng sẽ là một trong những cái điểm nhấn rất quan trọng giúp cho anh Phía nghĩ tới những cái mục tiêu tiếp theo ở tương lai. Cái pha mất tốc biến vừa rồi của Emo và cái pha tranh cướp của Levi coi như là để cho Kia ở khu vực trên anh ta có một khoảng thời gian an toàn. Nhưng Hero bị dính chiêu cuối ngay lập tức, tắt đèn đang được bung ra, tôi đang chờ đợi cho cú khô mổ rồi, Kia bị kẹt lại mà ta không có cách nào chạy gọi cả mẹ, nhưng mẹ không cứu nổi. Ares đang 1-1 với lại Levi và có thêm sự tham gia tới Emo nữa. Emo không có cơ hội để tiếp cận, bây giờ ta không có tốc biến. Đó là một pha thi đấu mà Ares đã vô hiệu hóa được chiêu cuối của Levi, nhưng Kiaya thì lại không vô hiệu hóa được chiêu cuối của Hero. Cả hai người đi rừng tung ra chiêu cuối lần đầu tiên vào thi đấu này, và Team Secret tiếp tục có lợi khi họ đã nâng cái điểm hạ gục của mình lên là 3-0, và tất cả các chủ lực của họ đều có được điểm hạ gục. Đó mới là cái hay của đội hình Team Secret ở thời điểm hiện tại. Cả hai đội đều đánh ở khu vực nơi trên, nhưng bên phía của Team Secret lại là đội thành công hơn trong việc là họ dứt điểm được Kia Gia. Còn khu vực đường giữa thì Ares vẫn bảo toàn được mạng sống của mình, mặc dù là anh ta không có tốc biến ở trong tình huống đó. Và bây giờ quyền kiểm soát 3 sau trên lại thuộc về bên phía của Team Secret. Cứ ngỡ ra là Gam sẽ có một cái nửa cánh trên khỏe hơn để giúp cho họ kiểm soát được 6 sau, cân bằng lại với những con rồng bị mất đi mà họ phải mất ở trong thời gian ban đầu. Nhưng không, Team Secret bằng một nhịp đánh mà thôi, họ hóa giải thành công cái cơ sở đánh 6 sau của Gam. Bây giờ Kia đang gặp khó, bởi vì sao? Cái găng tay trên HM đã có rồi, anh ta đã có cái hiệu ứng trên những kỹ năng của bản thân mình để khiến cho Kia sẽ bị giảm đi tốc độ di chuyển, và từ đó những tình huống đánh đến từ HM ở trong giai đoạn sau để nhằm mục đích là solo kill được Kia nó sẽ xuất hiện. Điều này sẽ khiến cho Kia bây giờ cũng sẽ hạn chế đi những tình huống đánh một cách quá hổ báo, cấu rỉa quá nhiều và ép HM vào trong tư thế mà anh ta lúc nào cũng dưới 50%. Bây giờ thì ở đường dưới Taki nó đã có cho mình được giao điện, Ballet nhảy vào hất tung lên được, và anh ta đã bị dính toàn bộ combo hóa ám sau rồi, tốc biến thoát khỏi ám sau rồi. Easy Lab cần một hit bắn nữa và một kỹ năng Q nữa để dứt điểm cho được Ballet, và nó không thành công. Tôi đang thấy một Hero cũng đang di chuyển xuống đây để có thể bọc lót và hỗ trợ đội của mình. Tắt đèn Levi tí xíu nữa nó mới hồi lại, cho nên ý định băng trụ của Gasbox nó đang tạm thời bị trì hoãn một tí xíu. Và đặc biệt cân hết là Levi đã đứng mình trong mắt, cho nên là ý định đánh từ Gasbox phải tạm dừng ở đây. Bắt buộc phải bỏ từ bên phía của Gam mà thôi, khi mà Levi đã bị phát hiện tầm nhìn và ngay lập tức Hero có mặt ở đây. Chúng ta cứ thấy được rằng mỗi lần mà bên phía của Team Secret đánh để có thể gọi là trao đổi về máu so với đối phương, thì cỡ tầm 5 đến 10 giây sau đó là chúng ta thấy Hero quanh quẩn ở khu vực dưới, và nếu không phải là Hero thì sẽ là Ares. Pha này thì Ares đang bị đẩy ở khu vực giữa khi mà anh ta với một tình huống áp lực trước đó của Gam ở khu vực đường giữa. Bên phía của Team Secret vẫn giữ được, đó chính là nửa dưới của mình vẫn an toàn, vẫn farm ổn so với đối phương, và họ giữ được một cái khả năng luôn luôn trực chờ đánh ở cấp độ 6. Đây vẫn sẽ là một tình huống mà Hero có cấp độ 6 là lên tìm Kia ở thời điểm hiện tại, khi mà Hazmat cũng đã chuẩn bị hồi cho mình tốc hành. Và khi mà Hazmat có tốc hành rồi thì khả năng tiếp cận của Kassante với khả năng làm chậm của găng tay băng giá nó sẽ giúp cho Kia trở thành một cái đích đến cực kỳ tuyệt vời. Hero đang di chuyển rồi, đi chạy thẳng từ đường ra. Và Levi ở đâu? Levi chưa có mặt ở đây. Levi cũng đang muốn có được thêm một vài lợi thế ngay khu vực nửa cánh trên. Anh ta đang di chuyển nó có thể bọc lót cho Kia trong trường hợp mà Kia gặp phải nhiều vấn đề. Và với sự hỗ trợ này thì chúng ta thấy rõ ràng là Kia bắt đầu tự tin hơn để có thể đẩy được vào lượng máu của Hazmat. Nhưng Hazmat đã có dịch chuyển cho nên ta có thể quay trở lại và sẵn sàng cho những tình huống đánh tiếp theo. Còn phía bên này, chiêu cuối được bật Emo bị kẹt lại bên trong cái lệnh số 3. Emo đang cố gắng sử dụng đổ hoa, ta hất tung lên, ta đẩy ngược về rất hay. Izzet đang di chuyển tới, tốc biến đã cái thuyết đoán được rất hay, và Easy Love vẫn đang tìm một cái dứt điểm cho mà được đối thủ nhưng đã không thành công lắm. Xuất hiện trang hất tung lên, chiêu cuối được bật nhảy vào tấn công chém thương, nhưng Levi chưa đủ sát thương và Hero vẫn lùi về được. Emo đang trong lượng máu vô cùng nguy hiểm. Ares vẫn đang tiến tới để quy đức vào người Levi. Levi né được và Levi thành công. Mỗi bên đều không mất đi bất cứ ngoại cục nào. Một pha xử lý rất kinh khủng của cả Hero lẫn Palette, khi mà Palette sử dụng chiêu cuối để khiêu khích thành viên ở Gam, nhưng khi mà Levi bay vào ngay lập tức Palette trở lại để khiêu khích vào người Nocturne, và Hero cũng đấm ngược trở lại với một cú quy, nó khiến cho Levi không đủ lượng sát thương, không thể đánh tay được vào Hero một cái để có thể dứt điểm người đi rừng của đối phương. Và pha trao đổi vừa rồi là pha trao đổi những chiêu thức với nhau chứ không phải là một điểm hạ gục dành cho ai cả. Nhưng lợi thế về máu đã giúp cho bên phía của Gam kiểm soát được thêm 2 con sâu nữa, và họ sẽ hình thành được 5 sâu dành cho đội hình của mình. Thật ra đây cũng là những con sâu đã được bỏ qua từ bên phía của Team Swift từ trước. Họ nhắm đến đó chính là áp lực về mặt linh hồn rồng, và rất hay dành cho Team Swift đó chính là linh hồn rồng ở trong ván đấu này là linh hồn rồng lửa. Áp lực về linh hồn rồng lửa sẽ đè nặng lên các thành viên của Gam. Chưa kể đó, Taki cũng đang phát triển rất tốt thời gian. Thật sự là như vậy, bởi vì Gamespot sẽ cần một khối lượng thời gian kha khá để giúp cho con bài Smolder với lại con bài Senna có thể phát triển được nguồn sức mạnh của mình. Cho nên nếu như mà bên phía của Team Secret họ ép bên phía Gamespot bắt buộc phải đánh ở ngay khu vực hang động lúc mà trang bị của họ chưa sẵn sàng cho một pha đánh nhau, thì chắc chắn Gam sẽ rất là khó để có thể khiến cho bên phía Team Secret gặp bất cứ một ảnh hưởng gì đến từ đội hình này của bọn họ, khi mà thời gian này nó vẫn chưa ấn định được.
Và các bạn có thể nhìn thấy được là đội hình của Gam mặc dù mang tiếng là có hai xạ thủ là Senna cộng với cả Smolder, nhưng cái tốc độ đẩy trụ của họ là đang phụ thuộc vào Elio là chủ yếu khi ta đang là người đẩy lính chính. Chứ còn Senna với cả Smolder lên đồ những kiểu này thì thực ra họ không phải là những chất tướng đẩy trụ quá nhanh, nên để 5 sâu dành cho Gam Esports, đành rằng họ cũng có khả năng phá trụ đấy, nhưng nó sẽ bớt nguy hiểm hơn so với những chất tướng như là xạ thủ thông thường hoặc là một con Tristana. Bây giờ thì đội hình của Gam đánh 4 người ở khu vực bên dưới, mang tính chính là đánh cầm chừng và đánh giữ cho bản thân của mình không bị thua thiệt so với lại 4 thành viên còn lại của Team Six, để chờ cho Kia'Sa có thể phát triển được ngưỡng sức mạnh của mình. Nhưng rõ ràng Team Six sẽ không hề muốn điều đó diễn ra khi họ đang sở hữu được đó chính là hai con rồng đầu tiên của ván đấu. Áp lực để có thể đánh trong những con rồng tiếp theo sẽ khiến cho Kia'Sa cần phải cân nhắc anh ta liệu là đánh cùng với đồng đội hay vẫn giữ vị trí để farm cho bản thân của mình đây. Tôi nghĩ Gasbox mới là đội sẽ cần phải suy nghĩ tới câu chuyện là mình nên đánh hay không, còn Team Six thật ra họ muốn đánh. Với cái lớp này thì muốn đánh là khô máu luôn. Họ có những cái combo combo rất đẹp, và chưa kể đến là khả năng bay vào đến được toàn bộ đền của Team Secret là có. Họ không hề lo ngại điều đó mà họ đang muốn tấn công người Kia'Sa. Hackmet bật tốc hành của mình lên sẵn sàng đẩy vào phát áp sau đó để hỗ trợ, nhưng liệu Kia'Sa có thể bơi được hay không? Đây Kia'Sa không bơi nổi rồi. Anh ta đang cố gắng farm từng con lính một. Anh ta bay nhưng rồng nào bay nổi trước một khả năng tấn công quá mạnh mẽ đến ba thành viên xuất hiện trái hất tung lên combo rất hay mà cùng chơi hero. Và còn sư giặc hay nứt, mục tiêu tiếp theo có thể sẽ được chọn. Quan trọng hết, Team Secret không bỏ ra chiêu cuối của Hackmet và kể cả Ballet, cho nên họ vẫn sẽ đặt được tham vọng vô cùng cao ở ngay khu vực hang sứ giả này. Chính xác như vậy, Gam thiếu người, thiếu hai chiêu cuối đấy là mẹ ơi, cộng với cả hắc ám soi dọi thì không có cơ sở để cạnh tranh con sứ giả này nữa. Hackmet pha thi đấu vừa rồi đã thi đấu rất kinh nghiệm với một con Kassate, anh ta sử dụng mở đường để chặn đầu Kia'Sa. Kia'Sa biết rằng mình không thể câu đi được cái khô máu, vì vậy sẽ không thể nào có lợi được nữa rồi, và anh ta phải chấp nhận nằm xuống mà thôi. Điểm hạ gục dành cho Hero. Hero cũng đã có được món trang bị đầu tiên, đấy là giáo thiên ly rồi. Đây là lúc để cho con bài Vi này thể hiện rõ được sức mạnh của mình, lượng sát thương có, khả năng băm bổ và cũng có. Và sức mạnh của Vi ở thời điểm mà có được chiêu cuối là không thể nào ngăn cản với những cái tình huống dùng tả sư mũ độc tiếp cận thẳng vào đội hình của đối phương. Bên phía của Gam cứ cho là Levi có được hoang tưởng đi, nhưng anh ta cần phải đánh trước so với là Hero, chứ thời điểm mà Hero đã tiếp cận sẵn rồi thì khi mà Levi bay vào với hoang tưởng thì lượng sát thương, lượng chiêu thức trả ngược trở lại của Team Six sẽ khiến cho Levi thậm chí là nằm xuống bên trong chính cái hoang tưởng của mình. Và Kia'Sa đang có một ván đấu tương đối khó khăn với cái đây là 0-2-0. Anh ta có thể là farm bằng so với Hackmet, nhưng Team Six cực kỳ hài lòng khi mà Hackmet thời điểm hiện tại cũng đang không thua so với Kia'Sa, còn bốn thành viên còn lại thì đang nhỉnh hơn hoàn toàn. Cái mấu chốt lớn nhất là ở vai trò hỗ trợ, bởi vì hỗ trợ bên phía Gasport nhiệm vụ của Leo là phải farm và đừng để bị thọt cấp. Nó khiến cho anh ta lúc nào có áp lực bên trong lính, còn lại có Rakan của Ballet nó lại thoải mái hơn. Cho nên khi mà di chuyển lên khu vực đường trên, người di chuyển là Ballet chứ không phải là Elio. Điều này giúp cho Team Secret có được một cái khối lượng khống chế rất lớn, và Kia'Sa chỉ có thể đứng chôn chân ở một chỗ mà không có bất cứ một cách nào để có thể phản kháng lại được, bởi vì họ biết vào giai đoạn này vẫn chưa vào đến giai đoạn họ chơi được. Họ cần phải có được những linh hồn, họ cần phải có thêm nhiều sắc nữa để cho Kia'Sa có thể tỏa sáng được. Và chắc chắn ở trong giai đoạn cực kỳ then chốt, một phút mấy nữa con rồng nó sẽ xuất hiện, rồng thứ ba của ván thi đấu, thì Gam cũng sẽ phải cân nhắc rất kỹ để coi là họ có nên đánh hay không. Chính xác là như vậy. Bây giờ họ có thể đạt được ngưỡng hai trang bị lớn đến từ Kataki, nên họ hoàn toàn có thể đánh ở con rồng tiếp theo ván đấu. Đây là con rồng mà Gam cần phải đánh, bởi vì lúc đấy thì Levi cũng phải emo vẫn còn đó cái khả năng đe dọa của mình. Nhưng mà nhìn lại về tuyến sau, Kia'Sa chưa có đủ lượng sát thương đầu ra, Easy Love thì cũng chưa có được cái món trang bị đầu tiên, là hơi khó để có thể giao tranh. Đánh rằng Elio có những kỹ năng khống chế của mình, nhưng anh ta chỉ là một chất tướng Nautilus mà thôi. Nếu không ai đánh anh ta thì nó sẽ là vấn đề khác. Chưa kể nhá, là Kai'Sa là một chất tướng bắn tăng cực kỳ tốt luôn. Rồi, vậy thì cái nguồn sát thương ở trong pha giao tranh rồng sắp tới của Gam nó sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào Levi, với một con Nocturne từ nãy đến giờ chỉ có farm và cố gắng gia tăng được ngưỡng sức mạnh của mình. Anh ta ít nhất cũng có được chiều phản kích để có thể sẵn sàng cho pha giao tranh tiếp theo. Nhưng những thành viên còn lại của Gam là Kia'Sa, là Emo, là Aesop, là những nạn nhân quá dễ bị bắt từ các thành viên của Team Secret. Giờ vấn đề lớn đến từ Gasbox là họ phải làm sao kết hợp được bộ đôi Emo và Levi ở trong những thua đánh nhau. Nếu như không sẽ rất khó chơi. Hackmet ở trong giai đoạn này đang rất là trâu và anh ta đang không cho Kia'Sa bất cứ một cơ hội nào để có thể tỏa sáng khu vực trên. Dựa trên cây đê của anh chàng này, 181-188, đây là một con Kassante quá thành công. 101 mặt cây đê nữa, mọi thứ đang giúp cho người chơi đường trên của Team Secret càng ngày càng dày hơn. Dịch chuyển đến từ Gasbox, họ bắt buộc phải đánh trong tình huống này. Nhưng Kia'Sa bao nhiêu stack rồi mới quan trọng. Easy Love bao nhiêu lần rồi, 49 linh hồn của Easy Love. Và bây giờ có thể là 220, một tí xíu nữa thôi. Một tí xíu nữa sẽ là 225, và lúc đó là lúc bên phía Gasbox sẵn sàng cho pha đánh nhau. Nhưng bây giờ bỏ qua câu chuyện đó, tới lượt câu chuyện sát thương.
Imo và Levi phải tỏa sáng được. Kasete bắt lại mở đường đang bật lên mọi thứ dùng mọi người, nhưng có quá nhiều khả năng chống chịu đến 5m. Ballet đang đứng đợi để thể xuất hiện hoành tráng. Combo Levi và Imo phải hất tung, phải giữ được nhiều người, phải có thể khiến cho thủ mất càng nhiều máu. Lúc đó chúng ta thấy là cái sắc được khi da nó được tích, nó đã có thể trở thành một cái kết quả đẹp. Tạm thời đã đủ rồi. Rồng vẫn đang được ăn bởi các thành viên Sport. Hardware phía bên này đang sử dụng kỹ năng đang lao vào tấn công. Anh ta cũng đẩy Levi vào trong tư thế khó. Ballet bật chiều cuối lên. Đây là hắn Ballet bung ra. Ares sử dụng lệnh sắp âm được 3 thành viên. Lượng sắp được dùng vô cùng nhiều. Imo nhảy vào tấn công được 3 thành viên. Tắt đèn nhảy vào người của Kai'Sa. Kai'Sa bên đây bắn liên tục. Levi chưa chém được đối thủ. Levi đã chém được đối thủ và thành viên của bạn. Cùng tiếp theo là Kia liên tục khác. Triple kill dành cho Kia và quét sạch dành cho Gam Esports. Nhịp đánh của Gam Esports là vượt trội hơn rất nhiều khi mà Hasmet đã băng vào hơi sớm. Anh ta mất quá nhiều máu pha thi đấu vừa rồi và Kia cũng đã có được đủ ngưỡng sức mạnh của mình. Các bạn có thể nhìn thấy được pha thi đấu vừa rồi là Levi chọn được đúng nguồn sát thương mạnh mẽ nhất của Team Secret, đó là Ares. Sau khi Orianna đã sử dụng chiêu cuối của mình rồi, lượng sát thương của Team Secret là vẫn là một lượng sát thương dồn vào một mục tiêu với Vi và với Kai'Sa. Nên giao tranh trên diện rộng vừa rồi, Gam Esports là đội có được lợi thế với một chất tướng quá khỏe là một con Smolder đã đủ 225 sách. Khoảng trống bắn dành cho Kia ở phía sau là có, còn trong khi đó thì Levi nhắm vào đúng người, cộng với việc là Imo dùng một chiêu cuối cực kỳ đẹp. Pha giao tranh vừa rồi cả hai bên đều làm rất tốt khi chiêu cuối của Ballet, chiêu cuối của Ares cũng chồng vào sớm và đẹp, nhưng lượng sát thương của họ chồng vào là không đủ vì Taki tôi để rằng anh ta bắn không được quá nhiều trong pha giao tranh tổng đó. Chứ nếu như cái lượng sát thương đầu ra của Taki là ổn định ở trong pha giao tranh rồi thì biết đâu đó Gam đã gặp thất bại, nhưng không, Gam đã hạn chế tốt toàn bộ lượng sát thương của Taki bằng khả năng chơi từ Imo, từ Levi, và họ đã gỡ hoàn toàn thế khó sau pha giao tranh vừa rồi. Họ rút ngắn khoảng cách pha tiền, thậm chí là bây giờ họ đang vượt lên dẫn trước so với TS, cộng với việc họ ngắt nhịp linh hồn rồng của TS. Thậm chí trước đó họ còn không hề để mất bất cứ một cái gì trước thềm của khu vực hang rồng để giúp cho chiêu cuối Imo. Tôi muốn khen Imo rất là nhiều, thì Imo chính là người tỏa sáng. Anh ta có một pha R3 người, trong đó có cả Taki, đã giúp cho Gamespot có được một lượng sát thương rất lớn. Và từ đó việc một Kia có thể khạc được là chuyện đương nhiên với cái khả năng dứt điểm đối thủ đến từ con bài Smolder này. Và chính sự thành công này đã giúp cho Gamespot không chỉ dừng lại ở một con rồng mà bọn họ có được một pha quét sạch. Và lượng tiền của họ đồng ý giai đoạn này vẫn đang ngang nhau, nhưng với một đội hình về lay cái nguồn kinh tế ngang nhau là một lượng kinh tế hơn đến từ Gamespot. Pha giao tranh vừa rồi là pha giao tranh có thể làm ví dụ cho cái combo mà Nocturne cộng với Nico là đẹp đến mức độ như nào, khi mà Levi hoang tưởng trước và Imo chọn được một thời cơ, anh ta bấm cho mình là cái đai tên lửa Hextex, lao vào sử dụng nổ hoa, giữ chân được càng nhiều thành viên càng tốt, bởi vì anh ta biết đằng sau mình sẽ có sát thương, có Easy Love hồi phục lại cho anh ta, nên anh ta không dễ bị nằm xuống. Đội hình của Gam, đội hình đánh rất khỏe từ trước ra sau, trong khi đó đội hình của Team Secret phải là tách lẻ một người ra mới dứt điểm được. Nắm đấm, dịch chuyển có, tắt đèn có, và Imo bây giờ đang tự đưa mình vào trong tư thế nguy hiểm bên phía của Team Secret để xem họ muốn đánh vào người Imo không, để họ vẫn đặt quyết tâm vào người Imo. Bây giờ họ biết tắt đèn đã hết tác dụng, nắm đấm bùng nổ cho sẵn. Imo đang chờ đợi cú đầu hoa của mình, anh ta đang bị gãy vào trong tư thế khó. Imo không kịp nhảy lên và đã phải nằm W không trúng Team Secret, và Gam Esports họ mất người ở giai đoạn này. Baron liệu được hay không? Hai món chưa hẳn gọi là hai món rưỡi cho Taki, tốc độ ăn Baron không nhanh lắm, cho nên Team Secret họ chỉ hai lần ở hàng cục mà thôi, bắt buộc phải lùi về mà thôi đến từ bên phía của Team Secret, khi mà họ đã cũng đầu tư quá nhiều tài nguyên để có thể bắt được thành công Imo trong pha vừa rồi. Bên phía của Gam cũng có nỗ lực trong việc là muốn hỗ trợ Imo, nhưng khi mà biết được rằng là Imo cũng sẽ chắc chắn nằm xuống, họ không cố gắng là bung thêm tài nguyên, họ vẫn giữ được một lượng tài nguyên tương đối. Trên đó là do vì sao mà áp lực ngược trở lại để khiến cho Team Secret không thể nào chạm vào con Baron. Cái vấn đề chỗ là Easy Love và lại Levi đều đã cố gắng hỗ trợ bằng chiêu cuối rồi. Có một điều đó là Team Secret họ xuất sắc ở cái chỗ họ đợi thời điểm đèn sáng lại, thế là họ lao vào họ đánh luôn. Bây giờ họ biết khả năng nhảy vào đó thì Levi đã hết, thì cách tác dụng đến từ Nico để hỗ trợ cho Levi cũng không còn nữa. Từ đó Nico trong tay Imo nằm xuống mà ta không kịp nhảy lên. Và bây giờ là một giai đoạn mà Team Secret có thể chơi được nha, bởi vì Ares cũng đã hoàn thành cho mình mũ phù thủy Raven rồi. Đây là một cái công cụ giúp cho đường giữa của Team Secret có thể dồn sát thương ngay lập tức với những chất tướng chưa có kháng phép và mỏng máu như là Kia'Sa hay là Easy Love. Đặc biệt là khi mà Kia'Sa còn chưa lên được cho mình là cái đại bác liên thanh, lúc đấy thì tầm tấn công của Smolder sẽ bị nhỏ đi, anh ta sẽ phải tự đưa mình vào thế khó nếu mà anh ta đứng bên cạnh một con Orianna. Nhưng mà bây giờ thì Kia'Sa đang chuẩn bị hướng lên đồng hồ để có thể đảm bảo được cái vị trí đứng của mình sẽ có sự an toàn nếu như bị nhắm tới bởi con vi của Hero, và ít nhất bản thân của Kia'Sa sẽ tự động gọi là chơi Hát đang mở đường sẵn sàng cho một pha có thể bắt được đối thủ, nhưng cơ hội đã không còn nữa. Và tạm thời bên phía của Gam Esports sẽ có thể phòng thủ được công trình này khá thành công. Ares giữ chân được Levi lại, thông tin đã cung cấp khá đủ, đẩy được ngược về Elio đang bị chính nắm đấm bùng nổ. Imo đang di chuyển tới với tất cả gì ta có, con rồng đang khạc và đang khiến cho lượng máu Hero đang trong tư thế rất là yếu ớt. Levi nhảy vào nhưng không có nhiều cơ sở lắm để đánh tiếp. Hắc Mết vẫn đang đứng đợi lại Ares, và Ballet cũng đang phải chạy về lệnh số 3. 4 thành viên rất tuyệt vời.
nhưng nó chỉ là phòng thủ Tavares. Và tạm thời team Secret họ sẽ lùi về trong cái đá Gasport. Họ muốn hướng đến cái trụ một khu vực đội giữa, hay họ muốn nhắm vào con rồng ở trong giai đoạn sắp tới. Vẫn đang một kỳ gia vô cùng mạnh mẽ phóng khoáng, móc đã trúng nhưng móc trúng và mở đường qua Ahmed. Ahmed vẫn đang cố gắng lùi về, hất tung được Elio, sẵn sàng đẩy cú khô máu. Elio đem kẹt lại và trụ được bóng Elio luôn, nở qua được nở ra, nhảy vào hết rồi bung rất tuyệt vời, rất có được bạn cùng tiếp theo nữa là tôi đang thấy một người bị kẹt lại. Hero nhảy vào tấn công chiếc điểm sớm, chiến gia bị hất ngược về rất xuất sắc, nhưng Ahmed mới là người phải nằm xuống. Chiến gia được kẹt thêm một lần nữa, anh ta chất điểm được nhưng Taki sử dụng kỹ năng quy và ta cũng kịp chất điểm được chiến gia. Đó là 3 đổi 4 có lợi cho bên phía của team Secret khi mà Taki đã về nhà và Hero giữ được chiêu cuối của mình. Hero đã có một pha vòng ra đằng sau để có thể tấn công tuyến sau của Gam Esports. Trong bối cảnh là Imo cùng với những thành viên khác đang xông lên đằng trước thì Kiaya ở đằng sau mặc dù đã cố gắng gây sát thương nhưng đã không đủ lượng sát thương để có thể dứt điểm những thành viên cứng cáp của team Secret. Đặc biệt là khi mà Taki đã đến, anh ta sẽ giúp cho team Secret có được con rồng thứ 3 của riêng mình. Và đây sẽ là một ngưỡng sức mạnh cực kỳ quan trọng dành cho team Secret. Họ sẽ bắt buộc Gam phải giao tranh ở con rồng tiếp theo. Mặc dù là vẫn còn Levi ở đó nhưng mà anh ta không còn tốc biến, không còn hoang tưởng, rất khó để có thể can thiệp vào rồng. Và khi mà team Secret có được con rồng thứ 3 thì áp lực ở trong con rồng tiếp theo của ván đấu là rất lớn. Kiaya nỗ lực bắn trong pha vừa rồi nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi những lượng sát thương cuối cùng. Tại vì khi mà chỉnh sửa về Cosmoder thì lượng sát thương đốt vẫn chưa thể nào đủ dứt điểm. Cho nên đó là lý do vì sao mà anh ta đã phải nằm xuống. Và bây giờ bên phía của Tizit bắt đầu cố gắng kéo lại thế trận. Họ có được khoảng cách về tì, họ có được áp lực về mặt lên rồng. Cứ cho là Cosmoder này khỏe, nhưng các thành viên còn lại của Tizit cũng rất khỏe. Tizit bây giờ khỏe lắm, họ đang có chuẩn bị hướng tới bước thêm thứ 3 dành cho Taki. Nhưng Game Esports họ đang có một kia gia rất tốt. Chỉ có điều là bây giờ câu chuyện tiến trước của Team Secret nó lại đảm bảo hơn tí. Hatchback đang càng ngày càng trâu và anh ta đã có vòng sắt cổ tự để có thể khống chế một phần đó cái lượng sát thương hỗn hợp để được kia ra. Và chắc chắn về mặt tương lai anh ta cũng sẽ có thêm trang bị nữa để có thể khống chế thêm cái khả năng tấn công từ kia ra nữa. Từ đó Team Secret với tuyến trước của họ cứng cáp như vậy, cái khoảng trống để bắn đến từ bên phía Team Secret là sẽ có. Và chúng ta để ý chuyện này nha, từ nãy giờ Levi hai lần người ta la vào mình hết. Chưa có người hỗ trợ thêm, cho nên chắc chắn trong giai đoạn sau nếu như có thêm một người nhảy vào là hỗ trợ thêm, ví dụ như Imo chẳng hạn, thì tôi cảm giác Gasbox sẽ có thể hướng đến những pha chiến thắng. Còn tạm thời trong khoảng thời gian hiện tại, liên tục những pha giao tranh, Team Secret là đội thắng và quan trọng hết là họ có được lượng tiền hơn. Cái cách lên đồ này của Levi là nhằm mục đích anh ta sẽ lao vào trước và anh ta câu giờ để cho tuyến sau của anh ta có khoảng trống để có thể bắn. Nhưng ở ván thi đấu này thì tuyến sau của anh ta lại cái tầm bắn của nó ngắn hơn so và khó tiếp cận hơn. Nên khi mà Levi lao vào như vậy thì chưa có đủ nhịp, mà lúc đấy Imo còn lao vào chậm hơn thì sẽ khiến cho Kiaya và EasyHub ở đằng sau không có ai bảo vệ cả. Và như vậy họ rất dễ bị vòng ra sau. Đây là một đội hình đánh từ trước ra sau, nhưng nếu bạn để tuyến sau của mình bị tiếp cận thì cực kỳ khó có sát thương đến từ Game Sport. Vậy thì Levi sẽ không cần phải vội lao vào. Bắt được không? Hất tung Elio lên này chàng. Chưa hất tung Elio mọi thứ cho mọi người. Elio kia ra đang chờ đợi cho cú khạc của mình. Tắt đèn tới thì Levi cũng đang sẵn sàng cho pha đánh nhau. Và tạm thời hai bên chỉ mới tranh cướp cái khu vực bùa đỏ mà thôi. Muốn nhiều hơn à? Hình như Team Secret họ muốn nhiều hơn. Họ đang muốn tác động vào khu vực hang Baron này với một tốc độ. Nó đang ở mức độ trung bình bởi vì thiếu Taki. Và Taki di chuyển vào thì tốc độ sự đẩy nhanh hơn một tí xíu. Và ván thi đấu đang cực kỳ hấp dẫn khi mà Team Secret đang làm tất cả mọi thứ để sở hữu được con Baron ở trong khoảng thời gian này. Kiaya bay qua bay lại, Balet đã thấy được, anh ta nhảy vào, ta hất tung được Kiaya lên. Kiaya đã bị kẹt lại và ta chưa có nhiều sát thương lắm. Chiêu cuối được cung mọi người Kiaya, mọi thứ đi đâu mọi người Kiaya. Hatchback được che, Kiaya đang bị tách ra và ta đã quay trở lại hất tung được rất hay. Hatchback bữa nay tiếp tục giữ kẹt nhiều người càng tốt. Chiêu cuối đến từ Imo rất đẹp, những bên kia lời số ông cũng đẹp không hề kém. Hatchback vẫn đang bơi và ta bơi hết rồi khi mà người máu của ta là người máu tử. Kiaya chưa bị dứt điểm cho nên Kiaya vẫn còn kẹt được, nhưng máu hero nhiều quá, ta đấm vai là người đó sẽ được xác định. Elio đang phải bỏ chạy từ cái trúng và không dứt điểm được. Kiaya vẫn đang khắc xì, ta cần một tí xíu để dứt điểm được hero nhưng không thành công. Và Team Secret một lần nữa khống chế được Kiaya và Gasport. Giao tranh canh chỉnh về lượng máu rất tốt từ các thành viên của Team Secret. Họ cứ ở cái ngưỡng máu gần rất thấp, gần ngưỡng máu để có thể dứt điểm của Kiaya nhưng vẫn là không đủ. Các thành viên của Team Secret canh nhau nhấp nhả và khiến cho đội hình của Gam không thể nào dứt điểm được Kiaya. Họ có thể dứt điểm được Hatchback với một cái khả năng bằng bổ vào sau, nhưng những thành viên còn lại trong nỗ lực dứt điểm Hatchback thì cũng phải trả giá bằng Imo, bằng Elo. Trao đổi về mạng là có lời, và chưa kể đó lượng tài nguyên mất đi trong pha giao tranh vừa rồi đến từ bên phía của Gam cũng là nhiều khi họ đã mất đi toàn bộ phép bổ trợ. Còn pha này TS vẫn còn một vài phép bổ trợ. Khả năng tác động đến từ Gam Esports ngay khu vực này nó sẽ tương đối hạn chế. Tắt đèn Levi chưa có Imo cũng chưa có đổ hoa. Team Secret vẫn đang đặt một cái quyết tâm vô cùng cao. Hatchback đang khá là trâu với khả năng chống chịu của ta đang có. Và nghe thức Baron dành với cái Team Secret, liệu Gam Esports sẽ làm gì đây? Họ không làm được gì. Chiêu cuối không có Imo và Levi thì cái khả năng vào đến Gasbox nó quá ít đi.
Và vấn đề là họ đã dùng cả ba cái dịch chuyển của mình trong pha thi đấu đấy để cố gắng gỡ lại được một điều gì đó. Nhưng cái khoảng cách đội hình của Team Secret trong pha thi đấu vừa rồi là cực kỳ tốt, và Gam Esports không thể vào được khi không còn chiêu cuối Levi. Bây giờ anh ta mới hồi lại hoang tưởng thì đã hết cơ hội mất rồi. Một con Baron này sẽ giúp cho Team Secret có thể tẩy nhanh ở đường giữa và đường dưới, và sau đó kiểm soát khu vực hang rồng. Rồng 1 phút nữa ra và đó sẽ là con rồng chung kết để có thể Team Secret có được linh hồn lửa, rồng lửa, và lúc đấy thì lượng sát thương của họ sẽ là cực kỳ vượt trội. Hoặc thậm chí là họ sẽ nhìn vào các thành viên của Gam trong con rồng đó, nơi mà đã đủ ngưỡng sức mạnh từ Taki, từ Ares. Những người chơi chủ lực của Team Secret đã đủ lượng trang bị, và chưa kể Hatmet là một dàn chống chịu tuyến trước tương đối uy tín dành cho bên phía của Team Secret. Và Gam ngoại trừ việc ăn rồng thì họ còn phải cẩn trọng về cái đội hình của mình, không để mất quá nhiều người để tránh một trường hợp endgame, vì Baron có trên các thành viên của TS sẽ là một cơ sở endgame rất tốt dành cho họ. Elio vẫn đang cấp độ 14 và ta sẽ cần có thêm nhiều trang bị nữa để gia tăng thêm khả năng chống chịu của bản thân mình. Và chắc chắn Elio bây giờ là người phải được đặt rất nhiều những niềm tin về khả năng chống chịu. Nhìn vào cái tuyến trước của Gam Esports, chỉ có mỗi Levi với lại Elio thôi, mà Elio anh ta nằm xuống sớm là coi như Gam Esports bị họ bị vỡ tan liền. Không một ai chống chịu nổi được cái làn sóng sát thương được tạo ra đến từ một đội hình này. Nhảy vào tấn công, Balet bị kẹt lại. Balet vẫn đang khá khỏe và tạm thời Kiza vẫn chưa kẹt được. Hãy nhìn Hiro nhảy vào, đấm thẳng vào người của Kiza, và có thêm người nhảy vào nữa. Đó chính là Levi với cái chiêu cuối của mình. Hiro bị kẹt lại bởi 4-5 người đứng kia chiến tuyến. Hiro vẫn đang cố gắng bơi. Khác ao rồi lại bung ra. Kiza chắc điểm được Imo nhảy vào, không tung được hai thành viên lên. Ta sử dụng sát trói vào người, cô hỗ trợ. Balet đã phải nằm. Kiza vẫn đang được kẹt, và đây là Hatmet anh ta nhảy vào để chiếc điểm cho một thành viên. Nhưng hắc xài Kiza giúp cho ta có được cú triple kill. Vẫn là sẽ là Wara kill đứng Ares, và Taki không cẩn thận. Kiza mang lại được thêm một cú Wara kill cho đối thân của mình nữa, và anh ta đang chờ đợi thì cú Beta kill. Không có Beta kill nhưng Gam có con rồng. Đó là một pha mà đâm vào hơi quá đến Team Secret. Họ đang có vừa lợi Baron, tôi không nghĩ là họ cần phải giao tranh ở một khoảng không như vậy khi mà Palette vòng ra quá sâu, và Hiro cũng cố gắng đâm vào Kiaya khi không có nguồn sát thương. Đội hình này phải đánh xoay xung quanh Orianna với cả con bài Kai'Sa này thì mới chơi được, đặc biệt là nên xoay xung quanh Orianna, bởi vì Ares sẽ là một người có được nhiều công cụ để bảo vệ cũng như là xoáy trên diện rộng nhiều hơn. Còn sát thương của Taki sẽ là sát thương đơn mục tiêu, anh ta hoàn toàn có thể chọn mục tiêu để có thể dứt điểm với chiêu cuối của mình, không cần thiết phải lao vào với một pha giao tranh như vậy. Rõ ràng là không hề cần thiết một tí nào cả. Nếu như mà được xem lại pha giao tranh vừa rồi, khi mà đội hình của Team Secret đồng ý là họ mạnh hơn về lượng tiền, về bùa lại Baron, nhưng những chiêu thức, những cái thời điểm lao vào của Hiro, của Hatmet, của Palette nó cực kỳ trật nhịp. Người thì lao vào trước, người thì lao vào sau, và khiến cho Gam dễ dàng là định hình đội hình của mình ngược trở lại. Họ tạo được khoảng trống bắn dành cho Kiza, và bây giờ Kiza sau pha giao tranh vừa rồi, KD đã là 13-2, anh ta đã có được 4-5 món trang bị. Họ sẽ có thể vin vào cái điều kiện này để có thể tấn công. Nắm bùng nổ, Izilab mất quá nhiều món, bạn đang sẽ được bung ra và Izilab nằm xuống. Đây chính là điều mà đội hình của Team Secret cần phải làm từ nãy cơ. Đấy là bắt lẻ, bởi vì Hiro có thể giữ chân để cho Taki lao vào với chiêu cuối của mình. Và khi bắt lẻ được con Senna này thực ra là rất quan trọng, bởi vì Senna có thể làm chậm và hồi máu trong những tình huống giao tranh. Nó sẽ khiến được Gam Esports có thể giao tranh được nhiều nhịp. Nhưng khi không còn Senna này thì họ phải làm một điều, đấy là bảo vệ cho Kiaya ở tuyến sau. Nếu không thì họ sẽ không có được nguồn sát thương. Hatmet vẫn đang đứng và che toàn bộ những nguồn sát thương có thể vào người của đồng đội mình. Cũng đó, Hiro cũng đã phát hiện thấy được cái hướng đứng của Levi, cho nên khả năng chủ động từ Gam Esports nó đang bị giảm đi tương đối. Không có bất cứ một mục tiêu gì để có thể tranh chấp, đặc biệt là cái trụ thứ hai của mình giữa cũng không còn cơ hội để có thể lấy nữa. Cho nên tạm thời khoảng thời gian này vẫn sẽ là khoảng thời gian để cho Easy Love quay trở lại với khu vực đường và tìm thêm được những linh hồn để có thể gia tăng thêm nguồn trang bị cho bản thân của mình. Nhưng mà với pha thi đấu vừa rồi thì cần phải cảnh tỉnh là Gam nên đánh theo kiểu là nhất xạ tứ vệ. Bốn thành viên của Gam nên xoay quanh Kiaya thời điểm hiện tại để giúp cho Kiaya phát huy được tối đa sức mạnh của mình. Những tình huống cắm mắt của Easy Love cần phải có sự bảo trợ của Levi, của Elo thì may ra anh ta mới an toàn được. Còn Team Secret vẫn rất khỏe trong khả năng bắt lẻ với chiêu cuối của Hiro, với khả năng bay lượng của Palet, và đó là cơ sở mà Team Secret cần để có thể làm trong những pha tranh tiếp theo, vì thứ họ cần làm là tiêu vào Kiaya với bộ chiêu thức mà mình có. Cái cách lên trang bị của Taki là muốn có được lượng sát thương ngay lập tức, nên anh ta mới lên cho mình là cái triệu hư vô như thế này. Nhưng nếu mà cái cách lên đồ này mà trong hai pha giao tranh nữa mà Team Secret không có được lợi thế thì nó sẽ yếu hơn rất nhiều so với một cái mũ phù thủy Rabadon ở trên người con Kai'Sa. Khi có mũ thì bạn có thể chuyển hẳn sang là một Kai'Sa cấu rỉa được, khi những cái tia truy kích của bạn sẽ rất là đau. Nhưng ở thời điểm hiện tại nó vẫn sẽ phục vụ cho việc là bạn lao vào, bạn dứt điểm đối phương, kích nổ nội tại hai lần thì Kai'Sa sẽ cực kỳ khỏe. Kiaya tầm này bao nhiêu stack rồi nhờ? Với việc ở trong giai đoạn hiện tại đã 400, 346 và lượng chỉ số lính 465.
một con số khổng lồ đến từ Gia ở khu vực đường trên, thì chắc chắn là bây giờ mọi nhiệm vụ ra Gasport họ sẽ bảo vệ cho mình được Gia. Đôi khi tắt đèn Levi cũng sẽ không dùng để có thể lao vào tuyến sau nữa, anh ta sẽ dùng cái tắt đèn để có thể nhảy vào hỗ trợ cho Gia có thể được tỏa sáng. Và trước khi đến, Imo cũng tương tự giống vậy, có nổ hoa sẽ chắn cái tuyến sau của bên kia chiến tuyến để nhằm mục đích là hạn chế càng nhiều thứ động được người Gia càng tốt. Nhưng mà bây giờ thì bên phía của Team Six vẫn thể hiện rõ được cái lợi thế của mình đang có về khoảng cách về tiền so với đối phương. Họ đang kiểm soát rất tốt tầm nhìn ở quanh khu vực hang Baron, và Gam đang không có quá nhiều tầm nhìn. Những tầm nhìn họ cắm được là sâu bên trong phần rừng của mình mà thôi. Và việc khởi động Baron với tốc độ ăn của Kai'Sa có thể là chớp nhoáng khiến cho Gam gặp bất ngờ. Gam cần phải thật sự cẩn trọng với điều này. Họ cần phải cẩn trọng, đặc biệt là Kia'Ya cần phải cẩn trọng ở ván thi đấu này, bởi vì chỉ cần anh ta nằm xuống thôi, có lẽ hy vọng dành cho Gam Esports ở trong ván đấu này sẽ chấm dứt khi anh ta đang là nguồn sát thương chủ lực và cũng như là niềm hy vọng gần như là duy nhất của họ, khi mà Nocturne ở giai đoạn này đã không còn có quá nhiều tác dụng nữa. Một con Nautilus chỉ có thể chống chịu mà thôi, nó không phải là quá khỏe như ở thời điểm này khi đã có được nhiều xuyên kháng hơn đến từ Ares, đến từ cả Taki nữa. Gam đang bị một vòng luẩn quẩn ở ngay bờ sông mà không có con mắt nào. Họ chỉ có con mắt cắm ở ngay chỗ đằng chỗ họ đứng mà thôi, chứ ngoài ra chúng ta thấy rằng là không có bất cứ một con mắt nào ngay khu vực bờ sông cả. Điều này là giúp cho Team Secret họ có thể vịnh vào các cớ một rồng để đánh nhau được. Đối thủ thì mới 2 rồng, bọn họ có 3 rồng, cho nên sự lựa chọn nó sẽ tùy bên phía Team Secret mong muốn. Còn Gam Esports, nhiệm vụ của họ là làm sao giúp cho Kia'Ya có thể thở để khạc là được. Bây giờ Gam chỉ có đúng một mình gọi là Kia'Ya Esports rồi đó, bây giờ chỉ có thể thi đấu và đánh xoay quanh Kia'Ya, giúp cho Kia'Ya khạc càng nhiều càng tốt mà thôi. Bây giờ thì với tình huống di chuyển thì ít nhất là Gam đã kiểm soát lại được một chút tầm nhìn ở quanh khu vực hang Baron, nhưng rồng cũng sắp ra. Đây là lúc mà Gam cần phải cân nhắc rất nhiều, và TS cũng là như vậy. Nếu như họ bỏ hẳn con Baron để có thể lấy được lên rồng thì biết đâu cũng là cơ sở bật ngược trở lại dành cho Gam. Chiều cuối được bật mọi thứ cho mọi người kia lên, sắp bóng kia bốc hơi rồi. Khi mà đây Levi nhảy vào đổ hoa được bung ra 4-5 người, nhưng sát thương đầu ra hiện tại đang tương đối bị hạn chế. Ba kia đã bị dứt điểm, Ares đang phải tốc biến vào chạy tại 9 cái lệnh, giết tất cả mọi thứ để có thể khiến cho Ares phải nằm xuống. Có quá nhiều sự hỗ trợ, Ares vẫn đang có lượng giáp ảo khá là nhiều, nhưng Gatmet đang bơi, con tướng lỗi nhất của game đang bơi, và Gatmet vẫn đang tìm thấy được Elio. Anh ta đang làm chậm, anh ta hất tung được Elio lên. Levi chém thường được, nhưng hãy xem Gatmet vẫn đang tiếp tục tỏa sáng. Hero đấm thẳng được mọi người đối thủ, và tất cả là dứt điểm được vài con. 21-16, Team Secret có con rồng. Ăn rồng là đúng, bởi vì đây là hai chất tướng theo kiểu đấu sĩ, bạn không có đủ lượng sát thương để có thể phá đi trụ của đối phương, nên bây giờ ăn rồng để đảm bảo cái lượng sát thương của mình vẫn sẽ có với cái linh hồn rồng lửa là tốt hơn. Đó là một pha rồng xanh cực kỳ tuyệt vời của Team Secret khi họ dồn được vào ngay Kia'Ya khi Kia'Ya không kịp bấm đồng hồ. Rõ ràng khi mà Kia'Ya không kịp bấm đồng hồ và không kịp dùng bất kỳ điều gì cả thì Team Six có lợi thế hoàn toàn trong phần còn lại của pha giao tranh. Nỗ lực của Levi là nhiều để có thể dứt điểm lại một vài thành viên để khiến cho Team Six không có được Baron, nhưng khi mà Kia'Ya không còn thì lượng sát thương đầu ra của Gam rõ ràng là đã bị hạn chế đi rất nhiều. Hackback nổi lên như một con quái vật ở trong pha giao tranh, ở phần còn lại của pha giao tranh. Và bây giờ Team Six tận dụng thời gian hồi sinh chưa kịp của Levi, của Elo, họ đang khởi động vào khu vực hang Baron. Levi là người nằm xuống cuối cùng ở trong tình huống vừa rồi thì phải, nếu như tôi nói không nhầm, nó khiến cho khoảng thời gian của Levi đang tương đối chậm. Kia'Ya sẽ phải lưu ý, bởi vì bộ combo chiêu cuối, combo của mình phía tên Team Secret nó đã đầy đủ hết. Kia'Ya sẽ cần phải suy nghĩ đến câu chuyện đó. Barret đã phát hiện thấy được Kia'Ya vẫn đang khàn, Baron vẫn đang ăn, và cách thì Gasbox tắt đèn lao vào đến từ Levi để có thể cứu vãn được con Baron này được hay không. Để Hero quay lại đắp, đó là Kia'Ya với con Baron nhảy vào để có thể tấn công. Chiêu cuối được bật lên, Imo đã bị kẹt lại, Imo vẫn đang quán thở. Kia'Ya vẫn đang tiếp tục khàn, Kia'Ya bay phía bên phải để ta có thể khàn tiếp. Hackmet không còn nhiều máu, Barret không còn nhiều máu, Hackmet đã sẽ đi cùng với Barret trong giai đoạn này. Anh ta đang cố gắng bơi, anh ta dùng khu mỗi người. Kia'Ya phía bên này, Taki đang giữ chân Kia'Ya lại. Easy Love đang nhảy vào hỗ trợ và Kia'Ya khạc được. Kia'Ya Esports ở trong ván thi đấu thứ hai này. Nhưng mà vấn đề là bên phía của Team Secret vẫn còn giữ lại được hai bùa lợi Baron, và họ đã ăn con rồng trước đó rồi. Baron, nên ở thời điểm Baron cho Gam, Baron cho Gam, Gam được cướp bởi Kia'Ya. Thực ra đấy là một pha mà bây giờ Gam có thể tận dụng cái bùa lợi Baron này để đẩy vào tường giữa khi không còn người phòng thủ nữa. Và lúc này Levi đang tìm đến Taki và có cả Elio ở đây. Đánh rằng lượng sát thương của Taki là lớn thật đấy, nhưng đây là hai chất tướng có thể chịu được một hoặc hai nhịp tấn công của anh ta. Họ sẽ muốn dứt điểm. Họ muốn dứt điểm được không? Levi đang bị bắn, Levi được tấn công, có ám sôi rồi đang thể hỗ trợ. Đây là thủy lô tầm nhìn khắp tung lên và đã nhảy vào để không thể hỗ trợ được. Kia'Ya vẫn đang liên tục lập công. Và đó là màn gục tiếp theo dành cho Kia'Ya rồi. Bên phía của Gam lật lại hoàn toàn trong tình huống Baron đó. Nhịp chồng đam là cực kỳ tốt. Họ nhìn 1.800 máu Baron và Kia'Ya dùng chiêu cuối, Levi dùng trừng phạt, và khiến cho tình huống trừng phạt cuối cùng đến từ bên phía của Team Secret là thất thế hơn hoàn toàn so với lại Gam Esports. Rõ ràng là họ đã set up từ trước cho cái chiêu cuối của Kia'Ya bay thẳng vào, và vị trí đứng góc bắn của Kia'Ya là quá tuyệt vời. Một bức tường quá an toàn để Kia'Ya có thể thả sát thương. Và khi mà
Kia đã hoàn thành trong việc là làm mềm những thành viên của team Sinh, thì các thành viên còn lại của Gam dễ dàng trong việc là dứt điểm những thành viên còn lại, và Hamed pha này thì không có nghĩa là cúng mạng theo cho Kia cả. Vấn đề là các bạn có thể nhìn thấy khi mà con Senna của EasyLove Ares bị bắt lại và không thể hỗ trợ thêm cho ta, lợi sớm ông đẩy được Emo vào trong một lượng máu khá khá. Emo vẫn có thể thoát được và ta vẫn đang thở được. Còn trong khi đó không có Ares, không có lợi sớm ông. Team Sweet lấy cái gì đây đánh đây? Khó. Kia đang bắt đầu khạc từng hơi thở của mình vào toàn bộ đội hình của đối phương. Và người đang phải lùi ra là Ares. Còn Baron nó vẫn đang tiếp tục hiện hữu, nó còn khoảng 50 mấy giây nữa nó mới mất. Nó giúp cho Gamesport với tư thế đông người hơn. Họ sẵn sàng cho một tình huống endgame. Levi đã máu đã đủ dày để chống chịu trong giai đoạn này rồi. Kia vẫn đang tiếp tục khạc, khắc xì và làm tất cả mọi thứ lung tung bang để có thể khiến cho hai trụ bảo vệ nhà chính sẽ phải nổ. Hero sẽ làm gì đây và hất tung không trúng ai tới Hamed. Hamed nhảy vào giống với người Kia. Emo cũng đang nhảy vào. Taki mất quá nhiều máu, dây chuyền chúng tôi không cứu được Taki. Hero nhảy vào, nổ qua được bật ra, khô máu được bật ra. Kia vẫn đang bị đẩy mình trong tư thế có ta e và ta chạy ra được. Hamed hết khô máu là hết vì và Hamed đang trong lượng máu quá đội, nó lao vào người của Hamed. Bị hắc xì chết và đó là chiến thắng ai không cho Gam Esports. Ván đấu thứ hai và Gam vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0 với một màn gánh cực lực của Kia. Với con Smolder này đã có thời điểm họ gặp những khó khăn, đã có thời điểm họ bị gặp bất lợi so với Team Sinh khi mà TS họ có được linh hồn rồng nhưng không, Kia cướp được Baron và một con Smolder với một cái lượng long hồn rất lớn cỡ tầm 500 gần 600 gì đó đến từ Kia thì chấp 10 linh hồn rồng lửa Kia vẫn có thể gánh được ngược trở lại dành cho bên phía của Gam. Thực ra chấp 10 linh hồn rồng lửa thì hơi quá, nhưng mà khi mà các bạn có thể để ý hai ván